một ngày sau khi đảng cộng sản việt nam tuyên bố vụ nhất thể hóa của tổng bí thư cộng sản việt nam nguyễn phú trọng thì cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn tán về những hệ lụy của việc này viết trên trang nghiên cứu quốc tế nhà nghiên cứu phân tích chính trị lê hồng hiệp ở singapore đã bình luận rằng nếu việc nhất thể hóa lần này chỉ là một dàn xếp tạm thời, thì Việt Nam sẽ quay đầu trở lại cấu hình quyền lực tứ trụ truyền thống sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021. Tuy nhiên, nếu dàn xếp này được thể chế hóa, thì câu hỏi lớn tiếp theo là ai sẽ trở thành người kế vị ông trọng? Có lẽ câu trả lời cho câu hỏi này sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn đối với triển vọng kinh tế và chính trị của Việt Nam hơn là việc đề cử ông Trọng nắm chức vụ chủ tịch nước. Trong lúc đa phận ý kiến bày tỏ sự bi quan về việc nhà cầm quyền Việt Nam đang cho thấy sự sao y bản chánh với Trung Quốc, thì nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lặp lại yêu cầu là ông Trọng làm gương về việc công khai tài sản viết trên trang cá nhân, ông Tuấn nhắc lại rằng trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 8 hôm 2 tháng 10, ông trọng đã cảnh báo tình trạng không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít. Tuy nhiên, chính ông này lại chưa gương mẫu trong việc thực hiện quy định công khai tài sản cá nhân theo quyết định của ban bí thư ban hành một năm nay. Hồi tháng 5 năm 2018 thì hàng chục đảng viên lão thành, tướng lĩnh, nhân sĩ trí thức đã cùng ký vào thư kêu gọi ông Trọng hãy nêu gương kê khai tài sản. Nhưng ông này không hề đưa ra một lời phản hồi. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada thì bình luận trên trang cá nhân rằng, Đảng trưởng của một đảng cầm quyền, làm chủ tịch nước là chuyện hoàn toàn bình thường, đâu có gì bàn cãi mà Mỹ. Trong một diễn biến khác, thì báo điện tử VTC News đã vội vã xóa link bài sau khi cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ lại một phát ngôn của chính ông Trọng được đăng tải từ cách đây 3 năm. Đó là bí thư kim chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông. Nhiều blogger bình luận rằng link bài này đã không còn tồn tại, cho thấy ông Trọng cũng như nhiều quan chức cộng sản Việt Nam khác có thói quen tiền hậu bất nhất trong cả phát ngôn và hành động.